Chào mừng mọi người đến với tóm tắt phim Upfire. Trong tập trước, hành trình đến với hướng Wind Syndrome của nhóm Yuya đã bắt đầu. Nhờ sự náo loạn của Yugo gây ra đêm hôm trước, mà nhóm Yuya vừa mới đến hướng Wind này đã bị Security bao vây. Họ phải chiến đấu để tìm cách thoát khỏi tình cảnh này, tất nhiên là không như Shingo. Đó, ai ghẹo gì bạn? Tôi đâu có đụng với bạn đâu, ai ghẹo bạn? Serena đã bắt đầu lượt của mình, cô triệu hồi Lunalai, Lucas, úp thêm một lá bài và kết thúc lượt. Trong khi đó, Yuya đang tiếp tục màn trình diễn của mình. Yuya đã mất hết 3 token, lần kích hoạt hiệu ứng cuối cùng. Thật là bất ngờ, Yuya đã sống sót. Action card Mirror Barrier được kích hoạt. Action card có thể là chiến lược bí mật giúp cả họ chiến thắng nếu như đối thủ không biết sử dụng nó. Nhưng nhờ cái mỏ tài lanh của Shingo mà chuyện đó đã không còn nữa. Tên cảnh sát cũng sử dụng action card Zero Penalty, giảm sức công của Discover Hippo về 0. Phát động tấn công, Sniping Hazy Time Zero tấn công, Yuya còn 400 điểm. Tại phía của Serena, lượt của tên cảnh sát sử dụng Jenny level 4 và Garder level 3 là nguyên liệu triệu hồi của hút Shiro level 7. Sniping Hazy Time Zero lên sân để đáp lại sự tiếp đón từ hướng nguyên Shiro. Serena kích hoạt bộ pháp Polymerization, các quý hú hòa hành một sức mạnh mới, sử dụng Blue Cat và Purple Butterfly là nguyên liệu triệu hồi quý hú dung hợp Lunalai Cast Dancer, kích hoạt thêm ma pháp Lunalai Fragment, hồi sinh Blue Cat lên sân. Hiệu ứng của Blue Cat nhân đôi sức công của Cat Dancer. Hiệu ứng của Cat Dancer khiến tới Blue Cat cho phép tấn công 2 lần lên tất cả quý hú của đối thủ. Sự xuất hiện của quý hú dung hợp khiến cho Security phải điều động thêm người đến để chấn áp nhóm Yuya. Yuya vẫn tiếp tục chiến đấu, rút bài. Màn trình diễn chưa ai được xem sẽ bắt đầu. Thiết lập con lắc với Entermet Monkey Paw Scale 1 và Entermet Guy Turtle Scale 6. Kích hoạt hiệu ứng Pendulum của Guy Turtle, rút thêm một lá bài. Tiếp theo, hiệu ứng Pendulum của Monkey Paw, lấy thêm một Entermet từ bộ bài lên tay. Con lắc dao động từ 2 đến 5, triệu hồi Pendulum, Entermet G-Mod, Roaming Con và Rap Panda. Nhưng với số lượng Security thế này thì chiến thắng là không thể. Yuya kích hoạt ma pháp Entertainment Van Hurricane, trả tất cả quý hú trên sân của đối thủ về tay. Cơ hội chạy thoát đến rồi, nhưng hiệu ứng của Sniping High Z Tie Zero được kích hoạt. Khi lá bài này ra khỏi sân, hồi sinh trở lại hai nguyên liệu được triệu hồi. Tình thế đang trở nên rất bất ổn. 105 Sinner Dragon thuyền thoại triệu hồi Syndro, Black Wigget. Ủa, lộn phim. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thì tình. Assault Black Feather, Valkyrie of the Storm xuất hiện. Cả hội đã bị một nhóm dân tổ bắt đi. Nhóm Yuya đã thành công trốn thoát. Bạn có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp quyền siêu chính hãng tại trang web mới là MyHyDuel Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, bạn có thể ghé trang web cũ là MyHyDuelStore.com với hơn 6.000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi MyHy bạn nhé. Trong lúc này, Yugo và Yuzu đang lẫn trốn khỏi Security tại nơi ở của Top. Dennis và Gogen Zaka đang tìm cách liên lạc với nhóm Yuya. Trở lại với nhóm Yuya, tại đây mọi người gặp gỡ với Bro. Trước tiên phải lo cho cái bụng đói cái đã. Sau khi giới thiệu bản thân, Bro đề nghị mọi người ở lại nhà của cậu. Còn phía Dennis thì đang trình diễn ảo thuật giữa phố. Yugo và Yuzu thì ra giữa phố tuyên truyền về sự xuất hiện của hướng nguyên dung hợp. Đương nhiên là không ai tin lời từ hai người xa lạ, nên cả hai đang làm chuyện vô ích. Nhưng nhờ sự ồn ào này mà có hai đứa trẻ đã lấy chọn được thức ăn. Đúng thật là định mệnh luôn dẫn dắt các phiên bản của Yuya đến với nhau. Hai đứa trẻ này chính là đàn em của Bro. Nhưng ăn cắp là không tốt nhé. Các bạn nhỏ không nên học theo hai đứa trẻ này. Nếu mà bị bắt sẽ phải vào trại giam và nhận lấy những vết hằn trên mặt như là Bro. Nhưng nhờ tụi nhỏ mà cả nhóm đã biết được Yuzu thực sự đang có mặt tại thế giới này. Hiện tại Yuya và mọi người đang bị Security truy tìm, nên Ro sẽ là người đi tìm Yugo và Yuzu hay cho cả hội. Trong khi đó, Dennis và Gogen Zaka có một màn trình diễn trên phố. Màn trình diễn bắt đầu, kích hoạt ma pháp vĩnh cổ Burn Gift, triệu hồi Ultimate Higurumi lên sân của Gogen Zaka. Sau đó triệu hồi Windsucker lên sân, kích hoạt ma pháp Ultimate Hurricane, trả toàn bộ ma pháp cầm bẫy về tay. Khi này Higurumi sẽ biến mất và Gogen Zaka nhận 400 thiệt hại. Không biết là diễn hay điềm báo thật sự. Gogen Zaka và Trần Dennis là một tên phản diện. Nếu đã vậy thì hãy diễn cho tròn vai. Dennis hóa thân thành một kẻ phản diện trong trận đấu này. Úp thêm một lá bài và kết thúc lượt. Lượt của Gogen Zaka rút bài. Dennis kích hoạt qua pháp linh cổ Fortress of Prophecy. Khi trên sân có quái thú Spellcaster, đối thủ không thể tấn công. Gogen Zaka gửi Super Heavy Samurai Soul Double Hole xuống mộ để triệu hồi Super Heavy Samurai Horagai.
triệu hồi thêm Super Heavy Samurai Tenpin. Hiệu ứng của Super Heavy Samurai Tenpin hồi sinh Double Hole Laser. Kế cần số xếp bản hàng, sử dụng Horagai Level 2 và Tenpin Level 4 là nguyên liệu triệu hồi Wuhu Syndro Level 6. Super Heavy Samurai Shinki Suten Doji. Hiệu ứng của Suten Doji phá hủy cạm bẫy vĩnh cửu của Dennis. Khi lá bài này bị phá hủy, Dennis được phép rút một lá bài. Tiếp theo triệu hồi Soul Side Claw. Kích hoạt hiệu ứng của Double Horn và Soul Side Claw lần lượt trang bị cho Suten Doji. Suten Doji sẽ tăng 500 sức công và hủ. Phát động tấn công Suten Doji với sức hủ 3000, tấn công Wind Sucker và hiệu ứng của Double Horn cho phép Suten Doji tấn công thêm một lần nữa. Lượt của Dennis rút bài, thiết lập con lắc với Enchantment Mirror Conductor Scale 3 và Fire Dancer Scale 6. Con lắc dao động từ 4 đến 5, triệu hồi Pendulum. Trở lại trên sân, Higurumi và Wind Sucker. Kích hoạt hiệu ứng của Wind Sucker tự giảm level của bản thân về 4. Các quý thú xếp chồng lên nhau, sử dụng hai quý thú có trên sân là nguyên liệu triệu hồi quý thú Exit Rang 4, Enchantment Chappie Magician. Hiệu ứng Pendulum của Miro Conductor được kích hoạt, hoán đổi chỉ số tấn công và hủ của Suten Doji. Hiệu ứng Pendulum của Fire Dancer Chappie Magician có thể gây thiệt hại xuyên hủ. Sau đó sử dụng một nguyên liệu, Chappie Magician có thể tấn công 2 lần trong lượt này. Phát động tấn công nhờ vào Side Law và Suten Doji không bị tiêu diệt, Ingo Genzaka sẽ nhận 2 đòn tấn công từ Chappie Magician. Lượt của Dennis kết thúc, lượt của Gogenzaka rút bài, triệu hồi Double Horn từ vùng ma pháp lên sân, sau đó là Side Claw, triệu hồi thêm Super Heavy Samurai Tsutsumi, các con số xếp hẳn hàng, sử dụng Suten Doji, Side Claw, Double Horn và Tsutsumi là vương liệu triệu hồi hút Syndro Level 10. Super Heavy Samurai Kojin Susanoo, hiệu ứng của Susanoo kích hoạt, trả 500 điểm gốc để sử dụng một ma pháp trong bộ của đối thủ, kích hoạt ma pháp Enchantment Hurricane, trả toàn bộ ma pháp trên sân về tay. Khi đã mất đi các Pendulum, Susanoo trở lại sức công thủ ban đầu. Phát động tấn công, Susanoo tấn công Chappie Magician. Kẻ xấu đã bị đánh bại. Nhờ vào trận đấu mãn nhãn của cả hai mà đã có một ông bầu đến hỏi thăm họ. Cả hai được dẫn đến một trường đua, đúng hơn là một giải đấu. Và trận đấu đang diễn ra trước mắt hai người chính là trận đấu của Sun. Sun đã triệu hồi Ryan Frankenlason. Hiệu ứng của lá bài này loại bỏ một nguyên liệu, cộng sức công của quái thú đối thủ cho quái thú này. Chỉ với một đòn kết thúc trận đấu, Sun đã trở thành một ngôi sao tại đây với chuỗi 9 trận thắng. Enid nghe vậy cũng bội thêm mấy câu cà khịa. Mấy lá exit của Sun là đầu chim rẽ rách. Mục đích nhóm Enid được dẫn đến đây là để có một trận đấu với Sun. Do Sun thắng nhiều quá nên tỷ lệ cược cũng đã tăng lên. Như vậy thì ông bầu khó mà làm ăn được. Trong khi đó tại nhà của Rowe, mọi người bắt đầu hiếu kiên nhẫn khi phải lẩn trốn sự truy tìm của Security. Shingo và Serena quyết định tự hành động, trở lại đường đua. Ngay từ đầu Sun đã có kế hoạch khi tham gia giải đấu này. Cậu muốn tiến hơn vào giới bài thủ chuyên nghiệp để được đấu với King Atlas. Nếu có thể, anh ta sẽ trở thành một đồng minh đáng tin cậy. Cùng đón xem trận đấu hôm nay nào. Người hết thức hôm nay, kẻ sống lỗi, ông hoàng diễn xuất chỉ giỏi làm màu, Dennis Matfield. Xin giới thiệu nhà vô địch thế giới ngầm, một sitcom chính hiệu, sở hữu nhiều chim nhất phim, cục xúc với cả thế giới nhưng dịu dàng với mỗi em, Kurosaki Sun. Để tăng thêm phần kịch tính, nhà vô địch sẽ khởi đầu trận đấu với 1000 điểm gốc, đạp số và lên ga. Trận đấu bắt đầu. Sun đi trước, triệu hồi Red Raptor Skull Eagle, kích hoạt thêm ma pháp Red Raptor Core, triệu hồi thêm một Skull Eagle từ bộ bài. Các quái thú xếp chồng lên nhau, sử dụng hai Skull Eagle làm vật liệu triệu hồi quái thú Exit Rang 3. Red Raptor Devil Eagle, quái thú này sẽ tăng 600 sức công. Kích hoạt ứng của Devil Eagle bằng cách loại bỏ một nguyên liệu, đối thủ nhận thiệt hại bằng với sức công của quái thú này. Up thêm một lá bài và kết thúc lượt. Lượt của Dennis rút bài, triệu hồi Enchantment Windsucker, triệu hồi thêm Bone Rider. Các quái thú xếp chồng lên nhau, triệu hồi quái thú Exit, Enchantment Chappie Magician, Devil Eagle kích hoạt hiệu ứng, loại bỏ một nguyên liệu để gây thiệt hại bằng với sức công của quái thú đối thủ. Hiệu ứng của Chappie Magician được kích hoạt, loại bỏ một nguyên liệu để phủ nhận hiệu ứng của Devil Eagle. Sau đó kích hoạt thêm hiệu ứng, quái thú này sẽ tấn công 2 lần trong lượt này. Phát động tấn công. Và đó là tập tóm tắt phim của kỳ này. Hẹn các bạn vào kỳ tóm tắt phim lần sau. Nhớ like, share và bấm theo nút chuông để nhận thêm thông báo về video mới nhất nhé. Còn nếu bạn mới đến kênh, đừng ngại bấm một nút đăng ký và nút chuông để đón xem thêm nhiều video khác của M2.